Mọi người ơi, đây là bàn tiệc cuối năm của nhà mình. Lại kết thúc một năm Covid. Và hy vọng là năm tới không phải là một năm Covid buồn bã nữa. Bàn tiệc của nhà mình hôm nay món Âu cũng có, món Á cũng có, món Hàn Quốc cũng có, món Việt Nam cũng có. Nó tượng trưng cho là con Covid chiếm lĩnh toàn thế giới, nước nào cũng có mặt của con Covid. Đây là miếng sườn nướng tượng trưng cho nước Mỹ. Đây là món gà hấp có mấy vị thuốc bắc tượng trưng cho nước Trung Quốc, đất nước Trung Quốc. Đây là món xôi chắc chắn là của Việt Nam mình rồi. Đây là kim bắp tượng trưng cho đất nước Hàn Quốc. Đây là bánh gà cũng tượng trưng cho đất nước Hàn Quốc. Đây là đồ nguội. Đồ nguội này thì là tượng trưng cho châu Âu rồi. Bàn tiệc của mình mọi người thấy không? Có rất là nhiều hương vị của các nước.